Chào mừng các bạn đã đến với video này. Tôi là Review Game. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chế độ chơi trong Minecraft ở server blocksmc.com, Lucky Blocker. Cũng giống như Skyquer, các bạn sẽ được spawn ở những đảo bay cạnh nhau và trên mỗi đảo sẽ có những Lucky Block rải rác khắp nơi. Khi phá chúng, nếu may mắn các bạn sẽ có những trang bị xịn và những thứ giúp bạn rất nhiều trong việc chiến đấu. Còn xui xẻo thì các bạn sẽ gặp những hình phạt. Sau đây mình sẽ nói rõ hơn về tất cả những hình phạt và may mắn của Lucky Block trong server này. Hình phạt đầu tiên và cũng là hình phạt khó chịu nhất nếu vừa spawn ra mà đã gặp phải chính là hai con skeleton này. Trong hai con thì có một con trang bị cung với độ cơ knockback khá cao, nếu không cẩn thận mà nhờn với nó thì bạn sẽ bị nó bắn văng xuống thanh hóa. Hình phạt thứ hai là lồng giam ba que. Ở hình phạt này bạn sẽ bị nhốt trong một cái lồng toàn nước, tuy nhiên bạn có thể phá nó và thoát ra một cách dễ dàng. Hình phạt thứ ba là villager ôm bom. Hãy tưởng tượng bạn bị spawn trên một cái đảo nhỏ, bạn vứt và thằng đầu bù này xuất hiện. Thứ tư là mưa tên, một loạt tên sẽ xuất hiện ngay trên đầu của bạn và rơi xuống liên tục. Thứ năm là trời đánh, mất dạy quá thì bị trời đánh thôi. Thật ra tôi cũng không biết có nên xếp cây kiếm này sang bên may mắn không nữa. Vì nếu các bạn căn không chuẩn tâm vào block của kẻ địch đang đứng, nó sẽ dội thẳng xếp xuống đầu bạn. Nó có thể lấy đi của bạn gần nửa cây máu. Vừa nãy là hai con skeleton, giờ thì là hai con zombie. Lượng đam của nó tương đối lớn, nếu không mặc giáp hoặc mặc giáp hở chim, các bạn có thể sẽ bị mất từ 4 đến 5 tim chỉ với một hit. Nếu các bạn gặp nó ở đầu game thì đây là cách giải quyết nhanh nhất. Cái này không lợi cũng chả hại, nó sẽ spawn ra một đàn lợn của anh Bảnh, nó sẽ bay vòng vòng như vừa hít ke. Và đối nghịch với lồng giam ba que, lồng giam này sẽ bọc bạn bằng bedrock thay vì đất và kính. Sau đó nó sẽ đổ lava vào bạn nếu bạn không nhảy ra ngay lập tức, và bạn không thể thoát ra khỏi đây nếu đã dính vào. Sau đây sẽ là những vật may mắn mà bạn có thể nhận được. Đầu tiên là cây gậy thả bom nổ chậm này, nó sẽ rất có lợi cho việc tấn công kẻ từ đảo này sang đảo kia mà không cần phải đi sang. Tuy nhiên khi nổ, nó chỉ phá block và gây đam ở một lượng nhỏ chứ không gây cơ knockback. Có thể sử dụng nó tối đa 5 lần đối với một cây. Những lúc như thế này thì cây kiếm sét lúc nãy có lẽ sẽ có ích trong việc bồi thêm đam thì may ra mới giết được kẻ địch. Kế tiếp, đây cũng là thứ mà tôi thích nhất, cung NTN, NTN. Như các bạn có thể thấy đấy, tôi đang bị thằng mặt lờ này spam tên sang đây. Cây cung này giống như cây gậy kia nhưng bản nâng cấp vậy, vừa bắn nhanh, số lần bắn lại nhiều hơn, đổ ngay lập tức, có cả cơ knockback. Nếu có cây cung này từ đầu trận bạn chỉ việc ngồi nhà thủ chứ chẳng cần đi đâu. Cứ ngồi lì đây mãi thì tí nó bắn sạch hết block trên đảo, tôi chỉ còn cách mạo hiểm ra đảo giữa thôi. Nếu may mắn tôi sẽ có thể kiếm được một cây cung trên đấy, nó sẽ giúp tôi có cơ hội outplay thằng này. Cây cung này sẽ rất tốt trong việc phá cầu của người khác. Đây rồi, lịt thằng bố mày luôn, chuẩn bị chết đi con phèo. Không biết nó chơi ngu thế nào mà lại bể đảo thế kia, thế này mà tôi không giết được nó nữa thì tôi cắt mẹ chim đi cho rồi. Tiếp theo là spawn gà. Khi giết những con gà này, bạn sẽ nhận được một kim cương cho mỗi con, mặc dù cái này không cần thiết lắm vì ít khi có ai BBB bằng kiếm trong này. Kế tiếp là đường và đó cũng là kết thúc cho video này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên subscribe cho Minecraft để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.